Tiếp nối chương trình là chuyên mục ý kiến cộng đồng mạng với bài viết Khi nào Việt Cộng sụp đổ của tác giả Võ An Đôn, đăng trên Facebook cá nhân vào ngày 6 tháng 1 của năm 2020. Thanh Tâm kính mời quý vị cùng theo dõi. Khi nào Việt Cộng sụp đổ? Nhiều người hỏi khi nào Việt Cộng sụp đổ? Tôi trả lời, Việt Cộng có thể sụp đổ sau một đêm ngủ dậy hoặc có thể vài chục năm nữa, thì thuộc vào những nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là Tàu Cộng sụp đổ. Chế độ Cộng sản Tàu Cộng sụp đổ sẽ kéo theo sự sụp đổ của Việt Cộng, vì Việt Cộng không thể tồn tại một ngày thiếu Tàu Cộng. Thứ hai là nhân dân đứng lên đòi thay đổi chế độ, tình trạng tham nhũng, mâu thuẫn xã hội gia tăng, kinh tế khó khăn, ô nhiễm môi trường, đẩy người dân đến đường cùng, họ sẽ vùng lên đấu tranh giành quyền sống cho mình. Thứ ba là Tàu Cộng chiếm toàn bộ Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có phản ứng gì, người dân cả nước phẫn nộ, đứng lên đòi thay đổi chế độ. Thứ tư là chiến tranh Mỹ-Tàu xảy ra trên Biển Đông, Việt Nam đứng về phía Tàu Cộng, buộc Mỹ phải hỗ trợ lực lượng đối lập trong nước lật đổ Việt Cộng. Thứ năm là tranh giành quyền lực dẫn đến sụp đổ, tình trạng phe cánh đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản, phe yếu thế bị hiếp đáp, tư lệnh một trong các quân khu thuộc phe yếu thế tuyên bố ly khai và đứng về phía nhân dân. Thứ sáu là người đứng đầu Đảng Cộng sản tuyên bố từ bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và cải tổ đất nước theo chế độ dân chủ tự do. Nếu một trong sáu nguyên nhân trên không xảy ra, thì chỉ cần có gạo ăn và súng đạn trong tay là Việt Cộng tồn tại mãi mãi. Tiếp nối là một bình luận thời sự với bài bình luận Nguyễn Thị Kim Ngân mừng hồn ma liệt sĩ và cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt để che giấu chân dung chư hầu, đăng trên Nhật Làm Báo vào ngày 24 tháng 7 của năm 2019. Nguyễn Thị Kim Ngân mừng hồn ma liệt sĩ và cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt để che giấu chân dung chư hầu. Sau cuốn phim Nô Tỳ Đi Sứ Chầu Quân Xâm Lược, được đóng trọn vai tại Bắc Kinh, vở tuồng được thực hiện sau khi về nước do Kim Ngân diễn xuất là chủ tịch du kích Bến Tre yêu nước tri ân anh hùng liệt sĩ. Sân khấu là nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, khu tưởng niệm cố thủ tướng Võ Văn Kiệt và khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt căn cứ trung ương cục miền Nam. Nỗ lực chữa cháy hành vi bán nước của Ba Đình. Có hai sự kiện xảy ra sau khi Nguyễn Thị Kim Ngân trở về từ chuyến khấu đầu Bắc Kinh. Đó là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hoàng lên tiếng nêu đích danh Tàu Cộng có hành vi vi phạm chủ quyền Việt Nam tại bãi Tư Chính. Báo Lề Đảng giải thích cho trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng quyền, lợi ích trên Biển Đông của Việt Nam. Về trường hợp của Võ Văn Thưởng, không có gì có thể kiểm chứng được là trường tuyên giáo Trung ương Việt Nam thật sự đã phát biểu như trên khi gặp quan thầy Tàu Cộng. Theo báo Lệ Đảng, thì tuyên bố của Võ Văn Thưởng xảy ra trong cuộc hội kiến với Triệu Lạc Tế, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Hoàng Công Minh, trưởng ban tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Tàu. Nó không xảy ra trong một buổi họp báo công khai, và vì vậy, không đảm bảo và khả tính là Võ Văn Thưởng đã mở miệng yêu cầu quan thầy phương Bắc. Hai sự kiện trên cho thấy các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang có nhu cầu chữa cháy cho thái độ câm nín của truyền thông trong nhiều ngày, chữa cháy cho những nụ cười tiếp khách, khen ngợi chủ nhà, trọng thị đại cực của Nguyễn Thị Kim Ngân, trong khi bãi Tư Chính bị Bắc Kinh xâm phạm, gây hấn. Du kích Bến Tre chống Mỹ, Chủ tịch Quốc hội pho tàu chữa cháy. Đến thắp nhang, lại lục ở nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Long để chụp hình. Nguyễn Thị Kim Ngân muốn gửi đến nhân dân cả nước hình ảnh bà Chủ tịch du kích Bến Tre vẫn nồng nàn lòng yêu nước Việt, nên mới thành kính tri ân tưởng nhớ liệt sĩ. Nhưng đó là liệt sĩ chống đế quốc Mỹ, chứ không phải là liệt sĩ chống bá quyền Tàu. Đến dân hương Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thị Kim Ngân muốn vuốt ve những đảng viên, cán bộ Cộng sản không thuộc thành phần Bắc Kỳ, biết lý luận, vẫn còn kính trọng và xem Võ Văn Kiệt là thủ lĩnh của cánh Cộng sản miền Nam. Ở khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương cục miền Nam tại Tây Ninh,
là hình ảnh của Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Du Kích Bến Tre với nón tai bèo và khăn rằn dâng hương lên bàn thờ Đại tướng Nguyễn Chí Thành. Chân dung của du kích đồng khởi chống Mỹ cứu nước đã được trình chiếu nhằm xóa đi hình ảnh phò tàu bản nước. Tất cả xuất diễn trong vở tù tri ân liệt sĩ đều mang chủ đích vẽ vời lên hình ảnh một người yêu nước nồng nàn, luôn ghi nhớ đến những đồng chí đã hy sinh. Nhưng cũng chính con người đó chỉ 2 tuần trước đã tươi cười, đồng hành sát cánh với kẻ thù đang gây hấn và xâm phạm chủ quyền của đất nước Việt Nam. Tiếp nối là một bình luận thời sự với bài bình luận Việt Nam trong thế trận một vành đai một con đường của Bắc Kinh của nhà báo Vũ Đông Hà, đăng trên Nhân Làm Báo vào ngày 28 tháng 7 của năm 2019. Việt Nam trong thế trận một vành đai một con đường của Bắc Kinh. Vòng kim cô của Bắc Kinh không phải chỉ siết lại ở Biển Đông, ở khu vực bãi Từ Chính bằng vài chiếc tàu hải cảnh chạy lòng vòng. Vòng kim cô thực sự của bãi bá quyền đang siết chặt trên đầu đất nước Việt Nam nằm trong đất liền, siết chặt bằng luật đặc khu và đường cao tốc. Siết chặt bằng cánh tay nối dài Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam, bằng tên trưởng khu Trung Thành Nguyễn Phú Trọng và bằng tên Chủ tịch Quốc hội Xuân Xoe, an diện sẵn sàng làm lãnh đạo cao nhất Việt Nam và vui vẻ làm phận nô tỳ hèn mọn cho thương triều của phương Bắc. Bá quyền phương Bắc âm mưu xâm chiếm Việt Nam trên 2 trận địa, đất liền và biển. Đến nay, Bắc Kinh xem như đã gần đạt được mục tiêu biến vùng biển chủ quyền của Việt Nam thành vùng tranh chấp. Nhưng Bắc Kinh không thể biến Việt Nam thành lãnh thổ tranh chấp. Mưu đồ của Thiên Triều là biến nước ta thành một khu tự trị, một chư hầu với một đặc khu trưởng người Việt và trực tiếp cai trị bởi chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chư hầu Việt Nam phải là một mắt xích quan trọng trong một vành đai một con đường của Thiên Triều phương Bắc. Do đó, mặc dù việc xâm phạm chủ quyền ở bãi Từ Chính là một vấn đề nghiêm trọng mà người Việt Nam phải quan tâm, nhưng chúng ta cần phải nhận thức được rằng ý đồ chính mà Bắc Kinh muốn nhắm đến là nội địa Việt Nam. Mục tiêu chiến lược mà Thiên Triều muốn dứt điểm là luật hóa 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc để chiếm cứ 3 địa bàn chiến lược. Còn với đường cao tốc Bắc Nam kéo dài xuyên suốt Việt Nam và hàng trăm công trình lớn được xây dựng và hoạt động bởi tàu cộng trên khắp nước lập Bắc Kinh, khống chế được Việt Nam từ chính trị đến kinh tế, từ môi trường đến đời sống người dân. Luật hóa 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Nếu dự luật đặc khu được thông qua thì Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sẽ rơi vào tay Bắc Kinh ít nhất là trong vòng 99 năm. Đặc khu không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế, nó là một đại nhảy vọt trong chủ trương lớn và lâu dài của Bắc Kinh nhằm hán hóa Việt Nam. Nếu chỉ đơn thuần là kinh tế và nếu việc phát triển Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong như những đặc khu kinh tế là một nhu cầu chính đáng, có lợi cho đất nước thì cũng không cần đến một đạo luật cho một đề án kinh doanh, dù là đề án lớn. Ở nhiều quốc gia khác, để phát triển khu kinh tế đặc biệt thì chỉ cần có những ký kết giao kèo, thuê mướn, hoạt động theo đúng những quy định về hợp tác kinh doanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ lao động bản xứ. Nhưng Bắc Kinh muốn 3 địa bàn chiến lược nằm tại 3 miền Bắc Trung Nam của Việt Nam phải trở thành căn cứ địa lâu dài và muốn trói những ký kết trong tương lai bằng luật mới. Lý do là nếu không có những quy định bằng luật, tức là luật đặc khu thì những ký kết giao kèo tai hại cho Việt Nam có thể sẽ bị vô hiệu hóa, vì nó sai phạm những quy định pháp luật hiện hành. Sự hiện hữu của 3 đặc khu và những gì xảy ra sau đó giữa tay sai Ba Đình và tập đoàn Bành Trướng Bắc Kinh sẽ được duy trì và đảm bảo bằng luật. Nó không thể bị rút lại, xóa bỏ một cách tùy tiện với việc dẫn. Nó là quyết định sai lầm của một cựu cá nhân lãnh đạo. Đó là mong muốn của Bắc Kinh, lại cũng là chủ trương lớn của Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam. Muốn vậy, khâu cuối cùng là dự luật phải được thông qua bởi Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để luật hóa âm mưu bán nước và để lừa bịp cho thế giới thấy đây là ý chí và quyết định của toàn dân. Hoa Kỳ và thế giới có thể lên tiếng Bắc Kinh thao túng Biển Đông, nhưng không một quốc gia nào có thể phản ứng về một đạo luật tự bán nước do Quốc hội Cộng sản Việt Nam thông qua. Giao dự án đường cao tốc Bắc Nam cho tàu, nối kết với 3 đặc khu, đại dự án xuyên Việt đường cao tốc Bắc Nam là trọng tâm của chiến lược một vành đai một con đường có tàu cộng ở Việt Nam. Vân Đồn là điểm xuất phát của con đường trên biển thuộc khu vực Vịnh Bắc Bộ và Quảng Ninh, là điểm khởi hành của con đường tơ lụa trên bộ. Bắc Vân Phong và Phú Quốc là hướng tiếp cận chiến lược ra toàn bộ Biển Đông. Do đó, tàu cộng phải bằng mọi giá thắng thầu xây dựng cao tốc Bắc Nam. Muốn vậy, Bắc Kinh phải nắm đầu toàn bộ hệ thống chính trị Cộng sản Việt Nam và bằng mọi giá khiến cho Quốc hội Cộng sản Việt Nam phải thông qua đại dự án này. Cộng sản Việt Nam phải mượn nợ tàu và phải chấp nhận giao dự án cho công ty tàu. Theo phân tích của một chuyên gia độc lập trên một tờ báo nhà nước là Thời báo Kinh tế Sài Gòn và cũng theo nhà báo Phạm Chí Dũng,
Tổng số nợ công bao gồm nợ chính phủ và nợ doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam vào năm 2016 là 431 tỷ đô la Mỹ, bằng 210% GDP, gấp 3 lần ngưỡng nguy hiểm 65% GDP. Đến năm 2019, chắc chắn mức nợ công đã vượt qua mức 210%. Do đó, chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải kêu gọi toàn dân đồng cam cộng khổ với nhà cầm quyền để trả nợ. Với núi nợ trả cả đời không hết đó, để xây dựng đường cao tốc Bắc Nam, Hà Nội không còn đường nào khác ngoài việc đi vay. Cũng với núi nợ đó, Hà Nội khó mà vay mượn từ nguồn ODA và tín dụng nước ngoài cho dự án 58.7 tỷ đô, con số được đề nghị với Bộ Giao thông và Vận tải. Đã có thiên triều bao bọc, Quốc hội chỉ cần gật vào biểu quyết thông qua, không có tiền nhưng vẫn xây, không mượn nợ được nhưng vẫn làm. Vì sao? Vì đó là ý muốn của Bắc Kinh, để từ đó trở thành chủ trương lớn của Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam. 17 tên chủ chốt mà con đường quan lộ tùy thuộc vào mức độ trung thành với Bắc Kinh. Chủ nợ duy nhất sẵn sàng bất cứ lúc nào với bất kỳ con số tiền muốn mượn nào, càng nhiều càng tốt, là Bắc Kinh. Điều kiện vẫn luôn luôn đến từ chủ nợ là các công ty thầu xây dựng phải là của Tàu. Chỉ còn một khâu cuối để tiến hành con đường cắt dầu Việt Nam và trở thành một mắt xích của chiến lược một vành đai một con đường, Quốc hội Việt Nam phải phê chuẩn đại dự án này. Do đó, nổi lên vai trò và nhiệm vụ của Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Nguyễn Thị Kim Ngân. Con bài Kim Ngân trong bàn tay Cận Bình. Quốc hội Cộng sản Việt Nam bộ phận mà trên nguyên tắc pháp lý có quyết định sau cùng để thông qua hay phủ quyết kế hoạch xâm lược mới của Bắc Kinh phải nằm trong vòng ảnh hưởng, thuần phục và nhận chỉ thị, phương thức giải quyết mọi vấn đề từ Bắc Kinh. Quốc hội Cộng sản Việt Nam phải trở thành một cánh tay nối dài không còn là của Bà Đình mà là của Bắc Kinh. Và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phải trở thành một cận thần trung thành và đắc lực của Bắc Kinh. Do đó, trong một thời gian ngắn trước khi dự án đường cao tốc Bắc Nam được khởi sự đấu thầu, ngày 8 tháng 7 của năm 2019, Nguyễn Thị Kim Ngân lên đường sang Bắc Kinh. Ngay ngày đầu tiên, Nguyễn Thị Kim Ngân đã không đến Bắc Kinh để được gặp người mời là Chủ tịch Nhân Đại, tức Chủ tịch Quốc hội Tàu Cộng Lật Chiến Thư. Thay vào đó là thành phố Nam Kinh. Bà Chủ tịch Quốc hội phải đón tiếp Nghiêm Giới Hòa, sáng lập viên và tổng giám đốc tập đoàn Thái Bình Dương. Trong buổi tiếp xúc, bà Chủ tịch đã ngoan ngoãn mở màn một loạt tuyên bố theo ý của Thiên Triều, hoan nghênh tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương tham gia vào các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, đồng thời thực hiện nghiêm túc các cam kết về tiến độ và chất lượng, để cùng Việt Nam mạng lưới cơ sở hạ tầng tốt, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội bền vững. Và Quốc hội Việt Nam sẽ cùng chính phủ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, làm ăn, mở rộng sản xuất, ổn định tại Việt Nam, trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Cần nhắc lại, cách đây hơn 4 tháng, vào ngày 7 tháng 3 của năm 2019, đích thân Nghiêm Giới Hòa đã đến làm việc trực tiếp với các quan chức lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam nhằm gợi ý phương án chi phí và mời gọi Bộ Giao thông Vận tải để cho tập đoàn của ông ta đứng ra lãnh thầu dự án đường cao tốc Bắc Nam. Từ đó, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra con số dự án là 5.8 tỷ đô. Chương trình làm việc của Nguyễn Thị Kim Ngân hoàn toàn do Bắc Kinh chủ động sắp xếp, cho thấy giao đại dự án cao tốc cho công ty tàu, điển hình là tập đoàn Thái Bình Dương là ưu tiên. Ưu tiên này được chốt lại bởi những lời phán chủ đạo của Chủ tịch Nhân Đại Tàu Cộng Lực Chiến Thư. Cần đẩy mạnh thực hiện bản ghi nhớ về kết nối giữa khuôn khổ, hai hành lang một vành đai, với sáng kiến một vành đai và con đường. Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh thêm cho đầy đủ trọng lượng, mong muốn hai nước cùng hợp tác thực hiện tốt kế hoạch thực hiện bản ghi nhớ về kết nối trong khuôn khổ hai hành lang một vành đai với sáng kiến vành đai và con đường. Tất cả đều tập trung vào một hướng, vành đai và con đường, và hướng tiến của vành đai và con đường là phương Nam, là bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng là quê hương. Đối tượng nhắm đến là Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Kẻ thừa hành nhắm đến là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, người có thể được Bắc Kinh sắp xếp vào vị trí quyền lực chính trị tối cao, thay thế cho Nguyễn Phú Trọng. Vòng kim cô của Bắc Kinh không phải chỉ xiết lại ở Biển Đông, ở khu vực Bãi Tư Chính bằng vài chiếc tàu hải cảnh chạy lòng vòng. Vòng kim cô thực sự của bá quyền đang siết chặt trên đầu đất nước Việt Nam nằm trong đất liền. Siết chặt bằng luật đặc khu và đường cao tốc. Siết chặt bằng cánh tay nối dài Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam, bằng gã trưởng khu trung thành Nguyễn Phú Trọng và bằng mụ Chủ tịch Quốc hội Xuân Xoa, an diện, sẵn sàng làm lãnh đạo cao nhất Việt Nam và vui vẻ làm phận nô tỳ hèn mọn cho thiên triều của phương Bắc. Tiếp nối là một bình luận thời sự với bài bình luận hành động của Tàu Cộng đẩy Việt Nam vào vòng tay của Mỹ đăng trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 7 của năm 2019. Hành động của Tàu Cộng đẩy Việt Nam vào vòng tay của Mỹ.
Tàu Cộng và Việt Nam lẽ ra là những đối tác tự nhiên của nhau bởi vì hai nước chia chung ý thức hệ cộng sản. Nhưng theo một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore, thì những hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông đang đẩy Việt Nam, một nước cựu thù, trở thành một đồng minh của Mỹ. Đó là ý kiến của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore trong một bài bình luận đăng trên báo South China Morning Post vào ngày 25 tháng 7. Bài báo lược qua những diễn biến mới đây trên Biển Đông. Đối đầu trên biển, căng thẳng không ngừng leo thang giữa hai nước anh em xã hội chủ nghĩa sau khi Tàu Cộng điều tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, cản trở các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam liên doanh với các nước khác trên các vùng biển thuộc thềm lục địa Việt Nam theo định nghĩa của Công ước Quốc tế và Luật Biển 1982. Hà Nội tố cáo Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại bãi Tư Chính, lọt thỏm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý được quốc tế công nhận, trong khi Bắc Kinh vẫn đơn phương tuyên bố chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông. Việt Nam lần này phản ứng mạnh mẽ và công khai một cách bất thường. Một mặt gửi tàu cảnh sát biển tới bãi Tư Chính để thách thức tàu hải cảnh của Tàu Cộng. Mặt khác chính thức phản đối Tàu Cộng và còn kêu gọi tất cả các bên liên quan trong cộng đồng quốc tế hãy góp phần duy trì trật tự, hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hoàng cho biết Việt Nam đã liên lạc với phía Tàu Cộng và mạnh mẽ đòi Trung Quốc phải ngưng mọi hoạt động bất hợp pháp, rút tàu ra khỏi các vùng biển của Việt Nam. Ngày hôm sau, dường như để đáp ứng lời kêu gọi của phía Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố bày quan tâm về hoạt động cậy mạnh đe dọa Việt Nam và ngăn cản các hoạt động từ lâu của Việt Nam thăm dò và khai thác tài nguyên dầu khí dưới Biển Đông. Tuyên bố của Mỹ hối thúc Bắc Kinh hãy ngưng hành vi bắt nạt của mình và tự chế, tránh các hoạt động có tính cách khiêu khích và gây bất ổn. Tuyên bố của Mỹ muốn chỉ ra rằng các quyền lợi của Hà Nội và Washington giờ đã tụ về một điểm. Hai bên đều muốn thách thức các tuyên bố chủ quyền phi lý của Tàu Cộng trên Biển Đông mà cả hai nước cho là quá tham lam. Việt Nam đã đương nhiên muốn bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hàng hải của mình trong Biển Đông, trong khi Hoa Kỳ đang tìm cách kiềm hãm cao vọng bành trướng của Bắc Kinh trong khu vực. Thách thức vị thế cường quốc số 1 của Hoa Kỳ, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp đặt nghi vấn về tính hợp lý của chính sách đối ngoại của Tàu Cộng. Ông nói vào thời điểm khi mà cường quốc đang lên ở Âu Châu Á, cần đến các nước bạn và đồng minh để đối phó với những sự đối đầu của Hoa Kỳ, thì Bắc Kinh lại đẩy Việt Nam ra xa, vào vòng tay của Mỹ. Ông đặt câu hỏi tại sao Việt Nam phải cân nhắc những sự nhạy cảm về an ninh của Tàu Cộng, trong khi nước này không lý gì tới những quan tâm an ninh chính đáng của Việt Nam. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ đang mở rộng vòng tay, mời gọi Việt Nam tham gia một cấu trúc an ninh liên kết khu vực có thể giúp Việt Nam mặc cả với Tàu Cộng và được hưởng những lợi ích qua các nỗ lực của Hoa Kỳ tăng sức cho các đối tác khu vực về cả mặt kinh tế lẫn quân sự để kiềm hãm Tàu Cộng. Nguy cơ xung đột. Hệ thống truyền thông ABC của Úc bày tỏ lo ngại về nguy cơ xung đột bùng nổ trong khu vực vì những sự xung đột ở cả Biển Đông và cả Biển Hoa Đông. Bài báo tạm dịch là hãy sẵn sàng ứng chiến, căng thẳng leo thang ở Biển Đông, đăng ngày 26 tháng 7, đã viết châu Á đã nhảy vọt một bước tới gần thảm họa, máy bay chiến đấu của bốn nước đối đầu nhau trên không phận một hòn đảo đang tranh chấp. Việt Nam đang thách thức một tàu trinh sát có hành vi khiêu khích của Tàu Cộng. Và Phi Luật Tân kêu gọi Hoa Kỳ, nước đã ký hiệp ước phòng vệ hộ tương, hãy bảo vệ Philippines. Tiếp nối là một bình luận thời sự với bài bình luận Lòng yêu nước không phải là miếng tả lót của đảng, của nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, đăng trên Việt Nam Thời báo vào ngày 27 tháng 7 của năm 2019. Lòng yêu nước không phải là miếng tả lót của đảng. Mấy ngày nay, khi đảng cho phép mở miệng, báo chí Việt Nam có những bài viết mà đọc qua, người dân có thể dùng ngay những lời đánh giá của chính báo đảng hoặc các cơ quan công an, tòa án trước đó đã nói về những bài viết như thế. Đó là những bài viết có nội dung kích động, gây thận thù, cổ vũ cho người dân xuống đường vi phạm luật pháp, gây rối trật tự công cộng, chống lại chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phủ nhận làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của đảng. Người ta có thể đọc trên báo chí những bài viết như Trung Quốc toan tính gì khi điều tàu xâm phạm vùng biển Việt Nam, Trung Quốc phá rối an ninh năng lượng ở Biển Đông, Trung Quốc vi phạm hoàn toàn và trắng trợn chủ quyền của Việt Nam, Trung Quốc không hề có vùng biển nào ở bãi Tư Chính. Rồi thì Trung Quốc đang phá hoại hòa bình và an ninh khu vực, không gian sinh tồn của dân tộc đang bị thách thức. Điều lạ ở đây là báo chí được chỉ thẳng mặt bọn xâm lược, đó là Trung Quốc, mà không còn gọi là tàu lạ hay nước lạ, một cách hèn hạ và khiếp nhược như trước đây. Nếu như trước đây chỉ một thời gian ngắn thôi xuất hiện trên bài viết như vậy trên báo chí Việt Nam thì báo chí không bị đình bản mà cũng bị kiểm điểm, rút bài.
nộp tiền cho đến khi khiếp đảm không dám mon man đến chủ đề biển đảo, lãnh thổ và bạn vàng của đảng. Và người dân đã có một thời dù bị nhà nước cấm cản, ngăn chặn và bằng mọi cách bắt bớ, trấn áp thì họ vẫn sôi sục tinh thần yêu nước chống ngoại xâm. Những cuộc biểu tình bất ngờ, biểu tình trộm, biểu tình không được phép mà đảng và nhà nước cho rằng đó là phá rối trật tự công cộng, cũng như bao nhiêu ngôn từ bẩn thỉu khác để mô tả lòng yêu nước của người dân Việt Nam, vẫn liên tục nổ ra với một khí thế kiêu dũng, thể hiện ý chí người dân Việt Nam không chịu khuất phục trước bọn xâm lược và sự hèn hạ, sự cấu kết của đảng với bọn xâm lăng. Thế nhưng giờ đây, khi báo đảng hô hào công khai rằng huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc, thì cả nước vẫn im lìm, người dân vẫn không hề quan tâm rằng giật tàu đang trà sát, đang đào bới hoặc làm gì ở bản tư chính của Việt Nam. Tại sao vậy? Trước hết, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã thành công hết sức to lớn, đó là đã trấn áp triệt để lòng yêu nước của người dân, hướng người dân vào những vải bia ồn ào, vào những trận đấu bóng trong vũng lầy bóng đá Đông Nam Á mà tự sướng, vào những món ăn chơi, quan tâm đến những trò mà đảng khuyến khích, tuổi trẻ hướng đến ma túy và ăn chơi sa đọa. Do vậy, đại đa số người dân nghe theo tiếng nói của đảng, đã có đảng và nhà nước lo. Còn phần mình chỉ lo ăn chơi, hút sách và lo cho cái nồi cơm của riêng nhà mình. Thế là hết, họ đã trở thành một đàn bò. Cứ đến giờ mở chuồng là chen nhau, kiếm những miếng cỏ khả dĩ cho cái dạ dày của mình, còn đồng loại, cộng đồng bị giết thịt, bị đánh đập ra sao không cần biết. Còn những người còn có lòng yêu nước chân chính thì sao? Tại sao khi khó khăn, họ vẫn kiên quyết thể hiện tinh thần yêu nước của mình, mà giờ đây họ cứ mũ ni che tay để cho đảng và nhà nước lo? Trả lời câu hỏi đó chỉ có thể có một đáp án rằng người dân đã thừa biết những con bài mà đảng đã đưa ra. Họ không còn mắc lừa vào những trò mị dân, lừa đảo mà người Cộng sản đã thi thố trên mảnh đất này bao năm qua. Những lời kêu gọi yêu nước, rằng đất nước bị xâm lăng, chủ quyền bị thách thức, phẩm giá của tổ quốc và dân tộc bị chà đạp, chỉ là những sáo ngữ mà khi cần thì người Cộng sản sẽ sẵn sàng tung ra bất cứ lúc nào. Và lòng yêu nước của người dân bị lợi dụng mấy chục năm qua, đã đến lúc người dân tỉnh ngộ. Lòng yêu nước bị lợi dụng những năm trước đây khi thế hệ tôi còn nhỏ, trong cuộc chiến Bắc Nam mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gọi là cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Cả đất nước được động viên, bị xô đẩy vào một cuộc chiến với Mỹ từ sức tác động sâu sắc đến lòng dân, là lòng yêu nước. Hàng triệu, hàng chục triệu người dân đã bỏ mạng trong cuộc chiến nội gia xáo thịt đó. Những khẩu hiệu như phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế vô sản, tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì chủ nghĩa xã hội, nhan nhản trên một miền Bắc đói nghèo và tịch mù thông tin bên ngoài. Cho đến khi cuộc chiến kết thúc, kết quả cuối cùng thì Mỹ xâm lược đâu chẳng thấy, chỉ thấy bạn vàng chiếm giữ lãnh thổ của đất nước mình. Kết quả cuộc chiến giải phóng miền Nam đó, giải phóng đâu chẳng thấy, chỉ thấy người dân miền Nam được đặt dưới hệ thống gâm cùng Cộng sản, chỉ có nghèo đói và chết chóc hận thù. Đề thi văn kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 năm 79 yêu cầu bình luận trích dẫn lời Hồ Chí Minh về lòng yêu nước như sau: dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Tôi đã làm bài văn này một cách mê say suốt 3 tiếng đồng hồ của buổi thi, và bài thi được chấm cao nhất trong kỳ thi năm đó ở Nghệ Tĩnh. Cho đến nay, tôi vẫn còn nhớ cảm giác của một thanh niên mới lớn lên khi nói về tinh thần yêu nước của mỗi người dân, của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước. Cũng thời kỳ đó, lòng yêu nước của mỗi người dân luôn được các báo chí, loa phường, đài phát thanh liên tục nhắc đi nhắc lại khi cả đất nước vừa đi qua trận chiến sóng mái với kẻ thù bành trướng Bắc Kinh chỉ mấy tháng trước đó. Và với những lời lẽ bi hùng, những lời kêu gọi gây nhiều xúc động đó, hàng lớp lớp thanh niên cùng thời là bạn bè của tôi đã ra đi để bỏ mình nơi biên giới, bên đất Campuchia, bên những mảnh rừng biên giới Thái Lan. Nhiều người cho đến bây giờ vẫn còn nằm lại vương vãi đâu đó, thậm chí là không ai nhắc đến, ngoài nỗi đau của những người mẹ, những người vợ. Họ đã chết vì những tiếng kêu gọi về lòng yêu nước của họ, mà đảng đã thúc đẩy họ ra chiến trường. Thế rồi, khi cuộc chiến đã kết thúc, người Cộng sản đã chiếm giữ được trọn vẹn đất nước, thì người dân mới ngã ngửa ra rằng bao năm qua, máu sông xương núi đó nổ xuống chỉ nhằm đạt được một mục đích duy nhất là đặt vào cổ mình một loại gông cùm mới mang tên Cộng sản. Cái gông cùm đó không chỉ quản lý về mọi mặt đời sống vật chất của người dân, mà cả đời sống tinh thần, ý nghĩ, tư tưởng, lời nói, cũng như mọi thứ liên quan để có thể một sinh vật được gọi là người. Dưới sự cai trị của hệ thống chính trị đó, người dân bị biến thành những con bò
chỉ để vắt sữa phục vụ một nhóm người. Mọi mặt cuộc sống vật chất tinh thần của người dân là điều không đáng bận tâm. Đời sống người dân, lãnh thổ của Tổ quốc, tiền đồ của dân tộc, tất cả hầu như chẳng có ý nghĩa gì với cái đảng Cộng sản này. Thế rồi, ngày càng rõ ràng hơn về một hệ thống chính trị Cộng sản ngày càng thể hiện sự kém cỏi về quản lý xã hội và xây dựng đất nước, nhưng lại rất giỏi trong việc thu ván cho riêng cá nhân, tổ chức bè phái của mình. Hệ thống chính trị đó hết sức nhu nhược và hèn hạ trước kẻ thù xâm lăng đất nước, nhưng lại vô cùng hung hăng trước đồng bào, đồng loại và nhân dân mình, nhất là với những người yêu nước. Hệ thống chính trị đó rất tài giỏi trong việc tuyên truyền, lì lợm, dối trá, bất kể sự liêm sĩ và lương tâm để đạt mục đích, nhưng vô cùng kém cỏi trong việc xây dựng một xã hội, một đất nước thực sự bình an và phát triển. Và điều người ta thấy rõ là một hệ thống tư bản đó đã hình thành và nhanh chóng phát triển. Hệ thống đó đã trở lũng đoạn một cách công khai nền chính trị đất nước, sẵn sàng bán, mua bất cứ thứ gì có thể bán ra tiền, kể cả tiền đồ dân tộc, lãnh thổ cho ông để lại, sự tồn vong của nòi giống Việt. Và hệ thống đó khi cần thiết cho lợi ích của phe nhóm, đảng phái của nó sẵn sàng kết bạn vàng với kẻ thù của đất nước, sẵn sàng làm ta sai cho giặc, tung hô ca ngợi bạn và dùng bạo lực trấn áp những người yêu nước, thương nòi, bỏ tù họ không thương tiếc. Nhưng cũng hệ thống đó khi cần thiết lại leo lẹo cái mồm với hệ thống tuyên truyền hùng hậu kêu gọi lòng yêu nước của người dân. Đã kêu gọi người dân yêu nước bằng cách bỏ sinh mạng, máu xương để chiến đấu cho cái ghế cai trị của đảng. Đã kêu gọi người dân yêu nước bằng cách bỏ tiền trả nợ cho những khoản tiền đảng vay bạc mạng về để chia chác, tham nhũng và người dân mang hàng đóng nợ công. Đã kêu gọi người dân yêu nước bằng cách tập trung lũ du côn, đầu bò, đầu bướu bao vây các cơ sở tôn giáo, đòi giết người khi họ đòi hỏi quyền tự do tôn giáo, quyền được tôn trọng. Đã kêu gọi người dân yêu nước bằng cách đưa những con thuyền nhỏ nhoi ra giữ vùng chủ quyền biển đảo để quân đội và công an là cướp đất, làm kinh tế trên xương máu nhân dân. Và ngày nay, đảng đang cố sức kêu gọi người dân yêu nước bằng cách nhòm vào con số 500 tấn vàng trong dân để thỏa sức vơ vét. Thế nhưng đến nay, người dân đã hiểu rằng bao nhiêu năm qua, lòng yêu nước đã bị lợi dụng, không để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ toàn lãnh thổ mà ngược lại, chỉ nhằm bảo vệ một cỗ máy là gông cùm lên đầu, lên cổ người dân. Sự đổi trắng thay đen của đảng là vô cùng nhanh chóng và không thể lường được. Tương tự, những kẻ thù của đất nước, của dân tộc, nhanh chóng được đảng gọi là bạn vàng, thì những người yêu nước hôm qua ngay lập tức bị biến thành kẻ thù của đảng. Do vậy, dù đảng có kêu gào rằng huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc, thì người dân vẫn hiểu rằng sẽ có dân tộc nào được bảo vệ ở đó. Chẳng có phẩm giá nào trong ý niệm của người Cộng sản. Và họ dửng dưng, và họ nói rằng hãy xua cái bài dư luận viên của đảng với hàng trăm ngàn đứa ăn lương của dân đi xuống đường mà thể hiện lòng yêu nước theo cách của đảng. Và họ nói rằng hãy đưa cả ngàn tướng tá quân đội, công an đang ngày đêm móc hầu, bóp cổ người dân xuống đường mà thể hiện lòng yêu nước theo cách của đảng, bảo vệ cái gọi là phẩm giá dân tộc mà thực chất là cái ghế ngồi của đảng trên đầu, trên cổ nhân dân. Bởi họ đã hiểu rằng lòng yêu nước của nhân dân không phải là miếng tả lót của đảng, chỉ để đảng dùng khi cần và vứt đi không thương tiếc khi không cần cho sự cai trị của đảng. Một bình luận thời sự với bài bình luận Kiện Tàu Cộng bây giờ hoặc không bao giờ của nhà báo Tâm Doan, đăng trên Việt Nam Thời báo vào ngày 28 tháng 7 của năm 2019. Kiện Tàu Cộng bây giờ hoặc không bao giờ. Trước việc Tàu Cộng ngày càng thể hiện sự ngang ngược và tham lam đối với Biển Đông, Phi Luật Tân đã nhanh chóng kiện Tàu Cộng ra Tòa Thường trực Quốc tế ở Hà Lan, gọi tắt là PCA. Vào tháng 6 của năm 2016, thì tòa này đã đưa ra phán quyết cực kỳ quan trọng. Đường lưỡi bò hay còn gọi là đường chính đoạn mà Tàu Cộng đưa ra là một đòi hỏi hoàn toàn vô lý và ngang ngược. Dù phán quyết của tòa này không có chế tài, nhưng nó là cơ sở khoa học và pháp lý buộc hai bên Tàu Cộng và Phi Luật Tân phải tuân thủ. Sau phán quyết của PCA, Tàu Cộng tuy lớn tiếng phủ nhận, nhưng ngay lập tức sự hung hăng và ngang ngược đã giảm xuống rất nhiều lần. Kiện Tàu Cộng cho Tòa Quốc tế để bảo vệ chủ quyền lãnh hải là một phương án đã được Việt Nam tính tới. Việt Nam đã nhiều lần khẳng định sẽ sử dụng các biện pháp hòa bình để bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán của mình. Biện pháp pháp lý là biện pháp hòa bình và văn minh được hiến chương của Liên Hiệp Quốc ủng hộ. Vì vậy mà Việt Nam không loại trừ các biện pháp pháp lý và Việt Nam sẽ cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm thích hợp để khởi kiện Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày 3 tháng 7 của năm 2014 ở Hà Nội, dẫn lời theo báo Người Lao Động. Cũng đã có nhiều ý kiến tại Việt Nam kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam nên quốc tế hóa việc giải quyết yêu cầu chủ quyền tại Biển Đông. 5 năm sau, vào tháng 6 và tháng 7 của năm 2019, tàu thăm dò địa chất HD8 và tàu cảnh sát biển Tàu Cộng lại ngang ngược xâm phạm và khiêu khích chủ quyền lãnh hải của Việt Nam tại bãi Tư Chính và lô 0601. Phản ứng của phía Việt Nam thật là rụt rè và yếu ớt. Mãi đến ngày 17 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao chỉ dám gọi tàu của nước ngoài xâm phạm lãnh hải Việt Nam mà không kèm theo thông tin chi tiết nào. Sau đó, vào ngày 19 tháng 7, có lẽ trước áp lực quá mạnh của mạng xã hội, Bộ Ngoại giao đã chỉ đích danh tàu của Tàu Cộng với những thông tin chi tiết hơn và lời phản đối mạnh mẽ hơn. Cần phải đặt ra câu hỏi, sự phản đối khá mạnh mẽ liệu có thực chất và giải pháp tiếp theo của Việt Nam là gì? Tại sao vào tháng 7 của năm 2017, Việt Nam lại chấp nhận yêu cầu của Tàu Cộng trong việc yêu cầu hãng Repsol hủy dự án cá rồng đỏ tại lô 13603, đồng thời im lặng về vụ việc cay đắng này? Tại sao tiếp đó, vào tháng 3 của năm 2018, Việt Nam lại chấp nhận yêu cầu của Tàu Cộng yêu cầu hãng Repsol hủy dự án tại lô 0703? Việc Việt Nam chấp nhận hay yêu cầu của Tàu Cộng đối với lô 13603 và lô 0703 có thể làm cho Việt Nam mất chủ quyền đối với hai lô này và qua đó sẽ mất chủ quyền đối với nhiều lô dầu khí khác. Việt Nam có 67 lô dầu khí nằm lọt thỏm trong đường lưỡi bò mà Tàu Cộng ngang ngược nêu ra. Nếu Việt Nam cài đáng chấp nhận mất hai lô, Việt Nam có thể mất thêm nhiều lỗ khác trước những đòi hỏi ngày càng mang tính cơ bắp và trắng trợn của Tàu Cộng. Nếu liên kết việc Repsol phải hủy hai dự án vào năm 2017 và 2018 với phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, có thể đi đến khẳng định rằng Bộ Ngoại giao của Việt Nam chỉ phản ứng chiếu lệ và Việt Nam chưa có chiến lược rạch ròi, thông suốt để bảo vệ chủ quyền của mình ở Biển Đông. Trong bài viết không chấp nhận thông điệp cơ bắp của Trung Quốc được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online vào trưa ngày 23 tháng 7, giáo sư tiến sĩ James Karaska của Trung tâm Luật Quốc tế Stockton, Đại học Hải chiến Mỹ cũng khẳng định Bộ Ngoại giao Việt Nam vốn có xu hướng ôn hòa trong các bất đồng cùng người hàng xóm khổng lồ này. Từ năm 2014 đến năm 2019 là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn. Trong khoảng thời gian đó, Phi Lục Tuân đã đạt được điều mình cần từ tòa quốc tế. Nhưng 5 năm sau lời tuyên bố của ông Lê Hải Bình, Việt Nam vẫn chưa tỏ rõ động thái để kiện Tàu Cộng ra tòa quốc tế. Cũng trong bài viết không chấp nhận thông điệp cơ bắp của Trung Quốc, giáo sư James Krasca, một người Mỹ xa lạ, đã chỉ đường cho Việt Nam. Điều thứ hai Việt Nam và các nước có thể làm là quốc tế hóa tranh chấp để soi rọi vào hành vi của Trung Quốc thông qua việc kiện Trung Quốc ra một tòa trọng tài có khả năng cưỡng chế, đồng thời cổ vũ các nước bên ngoài khu vực tham gia vào vấn đề này. Chính giới Mỹ cũng đã lên tiếng ủng hộ Việt Nam và phản đối hành vi ngang ngược của Tàu Cộng ở bãi Tư Chính. Vào ngày 26 tháng 7, thì Hạ nghị sĩ Elliot L. Engel, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã ra tuyên bố về sự can thiệp của Tàu Cộng vào vùng biển do Việt Nam kiểm soát và nhận định đó là sự hung hăng. Tuyên bố đăng trên trang chính thức của ông Engel nói rằng sự hung hăng gần đây của Tàu Cộng ở Biển Đông là một minh chứng đáng lo ngại về việc một quốc gia công khai bỏ qua luật pháp quốc tế. Hạ nghị sĩ Engel cho rằng các hành sự của Bắc Kinh cũng đe dọa lợi ích của các công ty Mỹ đang hoạt động tại khu vực. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, các hành động của Tàu Cộng là một sự vi phạm chủ quyền của Việt Nam và các quyền hợp pháp của quốc gia này trong vùng đặc quyền kinh tế. Nếu Việt Nam không nhanh chóng kiện Tàu Cộng ra tòa quốc tế, Việt Nam đã vô tình tiếp tay cho các vi phạm ngày càng nghiêm trọng của Tàu Cộng trong vấn đề Biển Đông. Chạy rồi.
Đấy, nhà đòn chí mạng đấy. Nhà bây giờ. Ui giời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Buộc cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, thế thôi. Rào củ thế. Đấy, được rồi. Rò vào, rít vào. Rào củ thì sao? Nhưng ra bắt đầu chặt đi, chặt đi xong lấy nới chảy ra. Đây này cái mõm nó này hất ra thì giờ. Nhưng mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ chứ. Kéo đánh cái cành nhỏ. Hứng nữa vào, hứng mấy người nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nữa là ra đấy. Dốc cái cành nhỏ. Dốc cái ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở mà.